Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Chipan RC520, một dòng xe đạp thuộc dòng thương hiệu PTWin. Thì như các bác đã biết là cái dòng PTWin là một cái công ty sản xuất xe đạp và tổ chức những cái giải đấu lớn trên thế giới. Thì nó có hai dòng, những cái dòng sản phẩm riêng của những cái dòng đua, xe đua thì nó là Chipan, xe địa hình thì nó là Rock Rider, và những cái dòng xe khác thì nó có những cái thương hiệu khác. Thì tất cả những cái thương hiệu đấy nó là của PTWin. Thì đây là một chiếc xe đua, thì xe đua nó sẽ là thương hiệu Chipan, là một thương hiệu của Phần Lan. Nay em về chiếc Chipan RC520 khung nhôm, được chạy một bộ group chuyển động Shimano 105R7000, bánh là 700C càng carbon, nước sơn màu tím than rất là đẹp. Logo Chipan được in lỗi ở đây, in chìm ở đây. Model 520 rất là đẹp. Toàn bộ tổng thể xe thì còn rất là mới các bác nhá. Em đánh giá cái độ mới nó phải được 90 đến 95% về độ mới từ những cái chi tiết xích này, líp này, hay là khung sơn các thứ còn rất là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể. Những cái vân lốp chủ cũ họ đi rất là ít và họ bán lại, nên là giữ được cái độ mới nó rất là cao. Sử dụng bộ group chuyển động Shimano R7000, đây tay lắc này, chủ đĩa chuyển đĩa, gạt chuyển đĩa và đè chuyển số, full hết Shimano R7000, đùi đĩa Shimano, đùi trục rỗng, với bộ lip là 11 tầng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Bánh 700C, củ phanh rất là đẹp, củ phanh đĩa này, các bác nhìn củ phanh của TRB rất là đẹp. Củ phanh này chỉ là phanh cơ thôi, nhưng mà cái mức độ hoàn thiện và chi tiết rất là đẹp. Đó. Lốp vẫn là nguyên bản này, toàn bộ xe nguyên zin hết. Thương hiệu của Phần Lan đây. Design và tested là thiết kế và thử nghiệm tại Phần Lan và được xuất sang Mỹ, sang Pháp. Size M. Thì lát nữa sẽ vào đo size của chiếc xe cho các bác xem. Tay lắc 105R7000. Giờ em sẽ vào đo size cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 52 cm. Thì xe sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m 65 66 đến khoảng 1m 75 76, đi phù hợp. Vào chuyển động của chiếc xe, chuyển động rất lên xuống rất mượt mà, cực kỳ chân chu. Thì cái giá bán của chiếc xe bên đây đang bán mức giá chỉ có là 18.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền. Và các bác khi mua xe tại cửa hàng sẽ được bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943,
Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.